Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy là tóc, máy ép tóc Tokyo bản to. Máy là này thì được sơn một cái lớp sơn tĩnh điện màu đen giúp bảo vệ cái phần thân máy được tốt hơn. Cái máy này thì được thiết kế phần chỉnh nhiệt ở phía bên trong. Các bạn có thể quan sát thấy cái phần nút chỉnh nhiệt ở phía bên trong. Có chế độ chỉnh nhiệt là từ 140 độ C cho đến 220 độ C. Chúng ta sẽ chọn cái chế độ phù hợp với cái chất liệu tóc. Ví dụ là tóc khỏe thì chúng ta là nhiệt độ khoảng 200 cho đến 220. Tóc trung bình chúng ta là khoảng 180 đến 200. Tóc yếu thì chúng ta là 140 cho đến 160 độ C. Cái việc thiết kế phần chỉnh nhiệt phía bên trong này thì giúp cho chúng ta khi mà chúng ta thao tác không bị chạm vào cái nút phía bên trong này, nó sẽ bị nhảy cái chế độ. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ tiến hành là thao tác ở trên cái tóc mặt canh để cho mọi người có thể là quan sát dễ hơn. Vì là cái máy là máy da bản lớn cho nên là chúng ta có thể lấy những cái mảng tóc lớn hơn và giúp cho chúng ta thực hiện các cái thao tác kỹ thuật được nhanh hơn. Mọi người có thể là quan sát thấy là khi mà tôi kẹp hai cái phần lưỡi vào nhau thì nó được khít như thế này, nó giúp cho chúng ta là cái mái tóc nó sẽ mịn hơn và thẳng hơn rất là nhiều. Thế thì cái máy đà này thì nó cũng khá là thích hợp cho những người làm nghề chuyên nghiệp cũng như là các bạn chúng ta mới học nghề, chúng ta có thể lựa chọn những cái kiểu máy bản to như thế này để chúng ta tập thực hiện các cái thao tác của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.